Chào mọi người, mình là Trung bên kênh máy phong bên cũ. Thì hôm nay mình tiếp tục với lô hàng máy hơi của mình. Hôm nay thì mình bán máy hơi toàn là những máy về nguyên sinh như thế nha mọi người. Mình chưa dọn gì hết, bán để cho mấy anh em về tự động kiểm tra, sửa chữa hoặc là vệ sinh gì đó. Đây, đầu tiên là con này. Này, đây, đây. Máy này nó nằm như thế này đây. Còn khi mình xách đi là như cái vali như thế này. Đấy. Đấy. Máy này mình nói luôn này, con này là của Hitachi nha mọi người. Máy này Hitachi. Máy này là Hitachi. Đây, tốc độ bơm của nó là 65 lít trên phút. Nó nán tối đa là 8 kg. Đấy. Con này này. Con này là chức năng của nó như thế này. Bình này bình chứa của nó này. Bình chứa nhưng mà nó trên tinh thần là nó chứa để nó nán áp. Còn á, con này nó hoạt động gần như là một con máy bơm hơi trực tiếp, tức là nó chạy nó bơm hơi trực tiếp luôn. Đấy. Bình này để nó sử dụng để nó nán áp thôi. Chứ còn nó khả năng chứa khí của nó, cái tốc độ bơm của nó thì mau để cho cái khả năng nó bù khí vào trong cái bình này này. Đấy. Hitachi. Cái con này á thì nó mắc cái dây nguồn rồi. Mình cũng không thử luôn. Đấy, mình cũng không tiện thử luôn. Đấy. Mình bán coi như là chưa chạy luôn cho mọi người nhé. Đây. Đây, hình này, đầu ra này. Xả này. Rồi chiếc áp này, đồng hồ này. Van an toàn để xả khí lúc mà áp cao quá này. Đấy. Đây. Hôm nay là ngày 27 nha mọi người, hôm nay ngày 27. Đây, con này số 1. Mình bán 800 nha mọi người, 800. Đây, con này mình bán coi như là không chạy. Đấy, mình không đứt dây điện là nên mình không có thử. Nên con mình bán coi như không chạy nha mọi người. Đấy, mọi người về tự kiểm tra. Ok. Đấy, chân xong. Tiếp theo là con máy Makita. Đây. Hình của nó đó nha mọi người. Đây. Trên cái mặt này thì cái lưới này nó bị bể mấy cái này rồi, cái này về mọi người muốn xử lý dễ lắm. Lấy một tấm lưới kê lên đây xong mọi người bắn vít hoặc là bắn DV vào là đơn giản à. Đây. Thêm thông số của nó đây. Nó nán được 9,5 kg này. Nha, nán được 9,5 kg. Công suất của nó là 1.1W nên là tương đương với là 1,5 kg nha mọi người, tương đương với 1,5 kg. Rồi, tốc độ bơm của nó này 120 lít trên phút. Đấy. Con này nó bơm có hai cái đầu bò bên này, nó bơm hai đầu luôn nha mọi người. Bơm hai đầu. Đấy, mọi hình. Bình khoảng 20. Đây. Con này bình khoảng 25 lít nha mọi người. 20 25 lít gì đấy. Mình không nhớ rõ nhưng mà theo mình nhớ là hình như cái bình là 25 lít. Đấy. Có mã đồ của nó đây. Rồi, bây giờ là mình sẽ cắm điện. Rồi, tắt đóng mở này. Biết có trục trặc gì không, mình mở thử này, hơi có lên nha mọi người. Đấy, hơi có lên. Đấy, nhưng mà đồng hồ sao chưa thấy nó nhảy lên nữa, hình như để lâu ngày quá nó hơi bị cạc. Mọi người về vệ sinh đi thử nhé. Đấy, nó có van chiếc áp này, chỗ này nó có cái nó cầu chỉ ngắt này, cầu chỉ ngắt này phòng khi chập điện hay là quá tải này. Đó. Hai đầu ra hơi nhé. Đấy. Rồi, con này số 2. Con này mình bán 1,5 triệu nha mọi người. 1,5 triệu. Đây, chỗ này của nó là người ta làm để quấn cái sợi dây này vào này. Đấy, rất là gọn gàng nha mọi người. Đó. Số 2, 1,5 triệu.
Tiếp theo số 3. Số 3 con này là Power Sonic nha mọi người. Đây. Đó, hình. Nó chỉ bị bụi bẩn này mọi người này. Đây, bụi bẩn này mình trà cái lớp bụi ra mọi người thấy không? Sơn còn đẹp này. Đấy. Thấy chưa? Bụi bẩn thôi. Chứ còn con này thật ra thì nó cũng còn ok. Đây, này, đồ đầy đủ. Bộ e đồ còn đủ này. Đấy. Quan trọng nhất là đây. Rồi đây, thấy chưa? Bụi bẩn thôi, còn tay này, Power Sonic này. Đấy. Rồi thông số của nó đây. Bình 30 lít. Đấy. Công suất là 1,5 L. Rồi. Tốc độ bơm của nó là 130 lít trên phút. Nén tối đa là 8 kg. Đấy. À, con này có một cái nữa. Nắp đại cái dào này nó bị hỏng rồi. Người ta chế này. Đấy, chỉ luôn. Cái nắp này thì nó không mang tính chất quan trọng cho lắm cho mọi người. Đây, nên cái này dễ chế mà. Mọi người về có thể lấy cái nắp của cái nắp để khóa ống nước, người ta mình vặn vào đây cũng được. Đấy. Đây. Bộ đầu quán này, đồng hồ rồi đây. Đó. Đây, nó đang bị lỏng rồi. Mọi người về vệ sinh đi rồi vặn dán chặt lại nhé. Bây giờ mình sẽ cắm điện để cho mọi người nghe thử. Rất là êm nha mọi người. Đấy, hơi đây nè. Rất là êm luôn. Con này ai về chịu khó về vệ sinh đánh rửa sạch sẽ xài ngon êm. Đấy. Số 3 1,3 triệu. Bán video hôm nay là ngày 27 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo là con này, nó thật sự là mình rất là thích cái thể loại này. Đây có nhiều anh em chưa biết cái này là cái gì. Đây là cái bình chứa. Đây là công dụng của nó là nguyên một bình chứa hơi nha mọi người. Bình chứa. Đây này, chỉ cho nè. Đây là đầu vào. Đầu vào này là ví dụ như mọi người tiếp hơi từ một cái máy hơi nào khác, tiếp hơi vào đây. Chứa ở trong cái bình này. Thì cái này nó mất cái tem rồi nên mình không có rõ là nó chứa tối đa được bao nhiêu ký. Nhưng mà so với cái đồng hồ người ta để 15 ký này thì theo mình nghĩ là nó chứa nó nán cũng phải đến 9 đến 10 ký nha mọi người. Ít nhất là 9 đến 10 kg sau cái đồng hồ người ta để như thế này. Là theo mình nghĩ và thường là thấy là như thế. Đây. Cái này là chiếc áp. Đó, chiếc áp này. Đó. Còn cái tem này là hãng gì đây thì mình không rõ. Nhưng mà nó này rất là thích. Và mọi người biết công dụng của này là gì không? Rất là nhiều công dụng, nhưng mà công dụng đặc thù là chứa dự trữ, chứa khí dự trữ. Và ví dụ như mọi người đi bắn đinh chẳng hạn, bắn đinh mọi người có súng bắn đinh hơi thì mọi người một bình như thế này mọi người bắn cả ngày, bình hơi như thế này mọi người nạp chứa đủ vào mọi người bắn cả ngày, không cần phải xách máy hơi theo. Chẳng hạn như những nơi mà nó không có điện á, không có điện mọi người cần bắn á thì mọi người lấy cái bình chứa này mọi người bắn luôn. Đấy, không có điện mang theo là không có cắm máy hơi được. Đấy, mọi người chứa sẵn xách theo thôi, rất là nhẹ nhàng. Đấy, nhẹ bơn luôn rồi đó. Đấy, thấy chưa? Rất là thích. Đấy, này. Nó cái đây là cái sơ đồ nguyên lý của nó này. Bơm hơi vào trong, bơm hơi từ cái máy nén khí vào trong cái bình chứa này, xong từ bình chứa này lại ra hai cái cổng này. Đấy, ra đây này. Thấy chưa? Đấy, nó rất đơn giản và dễ hiểu thôi. Nó nhẹ nữa, nó tiện dụng nữa. À, ok, như mọi người cũng thấy rồi. Này là mình đánh số thứ tự số 4 này. 800. Video ngày 27. Đây. Tiếp theo nha mọi người. Tiếp theo là con này. Máy nén khí MAC AK615P. Đây.
Tem này là tem mỗi lần kiểm hàng của công ty rồi thường là có những cái tem này. Tem an toàn. Thế có những con. Đây nè. Thông số của nó. Thông số của nó thì 690W. Thì ra. Đây, vòng tua là 1420 vòng trên phút. Còn tốc độ bơm của nó là 60 lít trên phút. Này, nán được 9,8 kg. Là coi như là 10 kg đó. 9,8 kg là 10 kg hơi. Đấy. À mình cũng nhắc đi nhắc lại luôn là máy mình là đồ bãi Nhật nha mọi người. Đồ bãi Nhật cho dù là nhà máy đặt tại Taiwan hay là China. Đấy, hay là Indo, Thái Lan. Nhưng mà hoàn toàn là xuất sang Nhật, xài bãi Nhật, đồ này ở bãi Nhật về nha mọi người. Đấy. Nên mọi người yên tâm về chất lượng, nó là chất lượng tiêu chuẩn của thằng Nhật. Đấy. Đây, ngồi đây. Đó. Nguyên bản cái con này á, nó thiết kế có hai chế độ để luôn. Ví dụ như không gian mà hẹp á thì mình để như thế này. Còn không gian mà rộng mà cần mặt đút vào gầm hay như thế này thì mình để như thế này vẫn được. Đấy. Nó thiết kế hai thế cho mình để. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện thử nha. Này, chỗ này để cho mình cuốn dây vào gọn để vào trong này luôn. Đấy. Các bạn em nha mọi người. Đấy, rất là êm. Đấy, dừng đây, công tắc đóng mở ở đây, chiếc áp ở đây. Đó. Hơi lên. Hơi lên, ok. Đấy, này, đầu ra này. Này, một đầu ra. Đấy. Đó, như mọi người thấy, này. Để ta cầm nên mình đã dán sẵn giá tiền là số thứ tự của nó là số 5. Giá của nó là 1,2 triệu nha mọi người. Giá 1,2 triệu. Này, chỗ này chỗ xả khí ra này. Xả bình đấy. Đấy. Ok. Số 5 1,2 triệu nha mọi người. Rồi, tiếp theo là một em Makita. Đây, máy rất là gọn. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ cho mọi người coi cái tem của nó. Đây. Nán được 9 kg hơi. Đây. Tốc độ bơm của nó là 65 lít trên phút. Công suất của nó này là 550W. Đấy. Vòng tua này 1440 vòng trên phút. Đấy. Đó, ngoài hình. Đây, công tắc đóng mở. Đây. Chỗ này nó có cái cầu chì ngắt này. Còn trường hợp quá tải hay là chập điện rồi nè. Đây, chiếc áp này. Đấy. Hai đầu ra này. Đấy. Đó, cho mọi người coi dưới chân luôn. Đấy. Nha. Đây là cái này là xả đáy. Rồi, mình cắm điện. Công tắc. Các bạn em nha mọi người. Ồ, nghe có tiếng xì vô trong này. Chắc là nó bị hở ron hay cái gì nữa. Không biết được, mọi người về kiểm tra thử cho mình nhé. Đây, nghe có tiếng xì xì nha mọi người. Mọi người về kiểm tra cho mình nhé, xem bị xì chỗ nào. Đấy. Xì xì, mọi người về kiểm tra. Đây. Con này nên mình lấy tiếng xì đó, mọi người về kiểm tra rồi xử lý cho mình nha. Con này mình bán với giá 900.000. Đấy. Con này mà nếu mà ok bán giá cũng cả 2 triệu mà. Đây. Mình thấy nó xì, mình chưa biết xì chỗ nào, không biết mở ra như thế nào thôi. Mình bán với giá đó nha mọi người. Đấy. Quấn dây vào đây rất là gọn nhé. Số 6, 900.000. Tiếp theo, số 7 là con này. Đây, mọi người thấy chưa? Iwata này. Đấy.
Iwata. Iwata mà có Anet Iwata này thì thường mình nhớ là Anet Iwata là thường thường hàng của Đức. Made in của Đức luôn á. Nhưng mà để mình coi thì mình thấy cái tem của nó không. Con này không made in thì chắc có khi là nhặt luôn rồi. Này. Này. Hai đồng hồ, một đồng hồ bình và một đồng hồ hơi ra ở cổng này nhé. Đây. Đây van xả. Công tắc bật mở này. Cái này van chiếc áp. Đấy. Ngoại hình mọi người coi ngoại hình của nó. Nó khá nhẹ. Này. Đó, này có cái thông số của nó đây. Bình 30 lít này. Nán được 8,8 kg này. Đó. Yeah. Công suất này, công suất là 750W này, thành một ngựa đó. Ok, bây giờ mình sẽ cắm. Con này rất là mới nha mọi người, đây. Hơi bụi tí thôi chứ mọi người về đánh vệ sinh ra nè, mọi người coi nhựa này. Nó chỉ bụi thôi chứ còn xước của nó rất là ít nha mọi người. Đây. Cắm điện vào thử. Đấy. Con này nhẹ nhàng nữa, có cái kéo. Mình thích. Lây nhưng mà đang khá là chậm, mọi người phải về vệ sinh đi, vệ sinh vặn ron vặn đồ lại cho nó kín hết rỡ nha. Đó rồi. Để mình xả đáy nha mọi người, nghe cái hơi lây của nó đây. Đấy nha mọi người. Ok, con này con số 7. Số 7 Iwata nha mọi người, Iwata. Nhớ là con này Iwata nha mọi người. Đây. Số 7 Iwata 2 triệu. Số 7 2 triệu nha mọi người. Tiếp theo lại một bạn Iwata nữa, số 8. Hôm nay mình có 8 con. Đây. Iwata. Đó. Hai cũng công tắc, đóng mở, hai đầu ra. Chiếc áp. Cái này xả. Xả khí bình. Đây. Chỗ này nó mắc một cái miếng đại chỗ này nữa, không quan trọng nha mọi người. Đấy. Đấy, dai nhợ là quấn phía dưới này. Cái máy này cũng có hai chế độ để là để nằm và để đứng như thế này. Đấy. Thông số của nó này. Nó nán tối đa là được 9 kg. Tốc độ của nó là 50 lít trên phút. Là vòng tua là 1420 vòng. Đó, điện 100V, 600W. Và 600W. Đó. Đây này, có hai chế độ cho mọi người đó. Mọi người có thể để nằm xuống như thế này cũng được. Đấy. Và con này cũng như cái con nó nguyên lý nó cũng như cái con số 1 lúc nãy, nó chỉ có một cái bình chứa vừa phải thôi. Nhưng mà nó bù lại là nó bơm nhanh để bù lại khí, nó hoạt động là thành là một cái máy hơi bơm trực tiếp nha mọi người. Đây, để mình cắm điện vào cho mọi người nhé. Tắt công tắc đi, bật lên mọi người thấy. Nó bơm hơi lên nhanh như thế này mọi người biết rồi, nó hoạt động là thành một cái máy bơm hơi giống như hơi trực tiếp, nhưng mà chỉ có một bình chứa nhỏ để lấy áp thôi. Đấy, này là chiếc áp này. Đấy. Kéo ra, kéo ra. Kéo ra, nhìn vô. Rồi. Tùy thích của mình. Chặn lại là khóa nhé.
là xả khí này. Ok, con này ngoại hình còn khá là đẹp nha mọi người. Đấy, bơm hơi trực tiếp. Bơm hơi trực tiếp. Đấy, dài thì cũng cứ quấn vào đây. Đấy. Rồi, đi làm đâu thì sắp như thế nào. Như một cái vali, rất là gọn gàng nha mọi người. Rồi, con này con số 8, giá 2.2 nha mọi người, số 8 giá 2.2. Rồi, hôm nay mình thì chỉ có 8 con như thế thôi. Mọi người để ý theo dõi thật kỹ nha. Đấy, xem ngoại hình và mình mô tả được tính năng. Và có cái modem rồi mọi người có thể lên mạng tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này. Đó, mọi người mua hàng á thì có hai hình thức, đó là một là chuyển khoản hết tiền hàng, hai là đặt cọc ít nhất một con máy 500.000 thì mình mới dám gửi cho mọi người. Tại vì máy hơi nó nặng nên là mình gửi nó rất tốn tiền ship, mà tới nơi mọi người không nhận thì khổ cho mình quá. Đấy. Rồi. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chào mọi người.